सी चढ़ गई, कुड़ी नशे सी चढ़ गई।
sức mãi sôi bùng, chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ. Nụ cười duyên dáng, ánh mắt hiền hòa, cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng. Người ở một nơi, anh ở một trời, tình yêu online nhưng anh sẽ thật thà nói với em. Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em. Ba thiên thần xuất sắc nhất 3 tuần vừa qua của lớp học thiên thần. Bé Hồng Ân 6 tuổi yêu màu tím ghét màu xanh. Quy Chương 8 tuổi yêu hòa bình ghét chiến tranh. Quốc Dương 6 tuổi yêu đời. Ba thiên thần siêu quậy này sẽ làm nên những điều thú vị nào? Hài hơi đẹp gái giống trẻ con. Thầy Huy biết ca hát nhẹ múa đồ thứ. Thầy Huy diễn lớn lắm. Chưa hết đâu nha. Nhìn đi, có gì đâu mà chết. Ca sĩ là ca sét. Không. Alo bác sĩ. Chuyện gì? Cấp cứu Bạch Tuyết. Bác sĩ đã tắt máy và khóa chuông ném luôn sim. Đón xem chương trình Thiên Thần Đi Học phát sóng vào lúc 20h20 thứ bảy ngày 23 tháng 9 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ chương trình Thiên Thần Đi Học thông qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.
It's the one and only Double G. Snoop Dogg. Cảm ơn vì ai, cảm ơn vì ai đã.
Trải qua 8 tập phát sóng, lớp học thiên thần luôn mang lại những phút giây giải trí nhẹ nhàng, hài hước. Và bắt đầu từ lớp học thứ 9, sẽ có những thay đổi vô cùng đặc biệt nhằm làm cho mỗi lớp học thêm phần sôi động. Trong mỗi lớp học, giờ đây ngoài 3 thiên thần nhỏ thi chính trong chương trình, sẽ có sự tham gia đặc biệt của các bé thi trong cùng tháng để có thể cùng tham gia, hỗ trợ cũng như cổ vũ cho các bạn của mình trong các phần thi. Con sẽ đi biển Vũng Tàu. Về đen thui á con. Con không sợ đen à? Dạ không, con sợ nắng. Khó đỡ. Cô Hương với lại con chim ai bay cao hơn? Bay. Dạ máy bay. Máy bay. Dạ máy bay. Vui nhộn. Ta sẽ biến ngươi thành hoàng tử. Ất đừng mà. Ôi nhẹp lắm. Ta chim bơ. Chim bơ dở ẹt à. Ấp ấp. Bắn lại hoàng tử đi. Bắn lại hoàng tử đi. Hãy đón xem lớp học thứ 9 của Thiên Thần Đi Học phát sóng vào lúc 20:20 thứ bảy ngày 30/9/2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả tại Hà Nội có thể xem kênh truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog tại vị trí kênh số 8 của VTV cáp. Quý khán giả có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV cáp, SCTV, HTVC và Viettel.
được anh chỉ lòng khi em bên người khác. Tâm trí luôn nghĩ đến anh, có lẽ anh trên đường anh chẳng tập 6 sẽ chào đón ba thiên thần đến từ ba tỉnh thành khác nhau: bé Vĩ Dạ, Đắk Lắk; bé Mẫn Nhi, Long An; bé Quốc Dương, Bạc Liêu. Mình ba miền khác nhau, mình có gì đặc biệt không? Cơm trắng. Cơm. Ở Việt Nam ai cũng ăn cơm trắng hết, lạ thật. Canh chua, trứng chiên, gà rán. Và những suy nghĩ bá đạo. Con sói có ăn cà rốt hay không? À, hả? Ông sẽ bị quả báo đấy. Quả báo là cái gì? Sao không biết, nhưng con trời thôi. Đón xem tập 6 chương trình Thiên Thần Đi Học được phát sóng vào lúc 20:20 thứ Bảy ngày 9/9/2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả tại Hà Nội có thể xem kênh truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp Analog tại vị trí kênh số 8 của VTV Cáp. Quý khán giả có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC và Viettel. Anh thật anh thôi, hạnh phúc nói cười, chỉ muốn thế thôi, đừng tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, anh mắt sáng lên, cảm thấy biết đi, tiếng yêu cười đầy đời và anh cảm ơn.
đôi mắt rất là có một tâm hồn, có cái miệng rất là xinh xinh, tính tình rất là hài hước và biết ca hát nhảy múa đủ thứ. Bắt đầu tả. Thấy thầy Huy đẹp trai, thầy Huy rất hài hước. Thầy Huy diễn lố lên. Vừa lắm. Trời ơi. Vừa lắm. Ây da. Tiếp tục đi con. Đứa học trò tôi nói một câu mà tôi muốn thiệt gớt nước mắt. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại. Và hãy khóc nước mắt nước đắm chứa tràn trong lòng. Thầy Huy nhìn ngố ngớp cha. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi chẳng tội tình. Để mà nhớ đến đắng cay trong cuộc đời.
Thank you.
Trong tập 7 của Thiên Thần Đi Học, hai thầy cô sẽ tiếp tục gặp phải những tình huống khó đỡ. Ăn chung với cô đi, đừng cho thầy Huy thấy. Con phải giống cô là sợ mập lắm. Thầy cấp của con được quần áo. Ta cho con 3 điều ước. Ước trong thần nhào lộn 3 lần. Và những tiết học vô cùng bá đạo. Hãy đón xem lớp học thứ 7 của Thiên Thần Đi Học phát sóng vào lúc 20h20 thứ 7.